Chúng ta thường nói nên ăn nhiều rau xanh, thực ra còn một loại thực phẩm có màu khác mà chất dinh dưỡng của nó không thể xem thường, đó chính là thực phẩm màu tím. Thực phẩm màu tím có những loại nào, có chứa chất dinh dưỡng gì? Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cùng các bạn. Ưu điểm của thực phẩm màu tím là gì? Thực phẩm sẫm màu như màu tím có nhiều dinh dưỡng hơn các thực phẩm nhạt màu khác, có nhiều chất chống oxy hóa. Thực phẩm màu tím thường chứa lượng lớn chất anthocyanin. Anthocyanin là chất có hoạt tính sinh học chống oxy hóa. Nghiên cứu khoa học phát hiện anthocyanin rất tốt với cơ thể con người, chống oxy hóa, chống lão hóa, bảo vệ sức khỏe tim mạch, mạch máu não, bảo vệ gan, giảm mỏi mắt, cải thiện thị lực, điều chỉnh hệ vi khuẩn đường ruột. Thực phẩm màu tím thường gặp là những loại nào? 1. Khoai lang tím. Loại khoai lang thường gặp như khoai lang tím, khoai lang mật, khoai lang trắng. Khoai lang mật vì giàu keratin nên màu hơi đỏ, còn khoai lang tím giàu anthocyanin, vì vậy có màu tím. Khoai lang tím so với hai loại khoai trên có ít tinh bột, nhiều protein, giàu sắt, kẽm và magie, còn chứa nhiều chất chống oxy hóa nhưng chứa lượng axit thấp. Những người không đủ lượng axit dạ dày nên ăn ít khoai lang tím, nếu không nó sẽ gây khó chịu đường ruột. 2. Cà tím. Cà tím có lượng anthocyanin dồi dào và các loại polyphenol khác nhau ở một mức độ nào đó, có thể ngăn mắc bệnh tim mạch, mạch máu não. Thậm chí cà tím lột vỏ cũng chứa nhiều polyphenol. Trong cà tím có lượng đường thấp, giàu catechin và kali, đối với việc ổn định lượng đường trong máu, là cực máu, có rất nhiều sự trợ giúp, đồng thời còn hỗ trợ giảm cân. 3. Hành tây tím. Lượng anthocyanin trong hành tây tím cao, hàm lượng chất xơ cao, cũng chứa một số chất saponin, có tác dụng ức chế tế bào ung thư. Vị cay của hành tây chủ yếu đến từ các hợp chất lưu huỳnh hữu cơ. Hành tây càng cay thì càng có nhiều chất chống oxy hóa, công dụng càng tốt. Tất nhiên không nhất thiết phải ăn mỗi ngày một bát.